Vừa qua, báo điện tử Tầm Nhìn nhận được đơn thư của bà Lê Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, phản ánh về việc ông Ngô Phú Hàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên không khách quan, cố tình trù dập, kỷ luật bà Dung không đúng với quy định của luật công chức và các quy định khác của pháp luật. Làm việc với chúng tôi, bà Dung cho biết, quá trình khi bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm, với trách nhiệm của người đứng đầu, bà Dung buộc phải rà soát lại toàn bộ hoạt động của nhà trường và nhận thấy trung tâm thừa một giáo viên dạy ngữ văn, việc thừa giáo viên gây lãng phí và nhiều hệ lụy khác. Vì vậy, tháng 8 năm 2017, bà Dung đã gửi hai tờ trình và một báo cáo xin ý kiến chỉ đạo sang Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên không trả lời, hướng dẫn, chia sẻ, không có giải pháp gì, không điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. Đến thời hạn, bà Dung buộc phải ban hành văn bản về việc chấm dứt hợp đồng lao động với cô Nguyễn Thị Phương Thúy. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên ban hành công văn số 952 CV-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên yêu cầu trung tâm phải hủy bỏ thông báo số 142 về chấm dứt hợp đồng xác định thời hạn với cô Thúy và bố trí đầy đủ số tiết cho giáo viên dư dôi, thừa thiếu cục bộ. Cả trung tâm chỉ có 15 tiết văn, mà quy định của bộ đó là 17 tiết trên một người, mà đây 15 tiết cho hai người. Trong quá trình làm việc thì cô Thúy lại không thực hiện ba cái quyết định và phân công công tác của giám đốc trung tâm, đó là không đi tuyển sinh các lớp liên kết, không đi trực các cái lớp liên kết của trung tâm vào dịp hè và cũng không trực công tác tuyển sinh. Đó. Cho nên cô Thúy đã thiếu 146 trên tổng số là 629 tiết, tức là khoảng 1/4 số tiết. Và vì thiếu 1/4 số tiết cho nên là cô Thúy phải xếp loại đó là hoàn thành nhiệm vụ. Tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên ban hành quyết định số 494 QĐ-UBND về việc kỷ luật bằng hình thức khiển trách bà Lê Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên vì có những khuyết điểm và vi phạm như không chỉ đạo tổng hợp các nội dung theo dõi thi đua tại sổ trực của ban giám đốc và sổ trực giáo viên, thực hiện một số nhiệm vụ không đúng quy định, thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 vượt quá tiêu chuẩn kế hoạch đã được phê duyệt mà không trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung, điều chỉnh. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, bà Dung cho rằng lý do mà Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên đưa ra kỷ luật bà là hoàn toàn sai trái, bởi theo bà không có họp hội đồng thi đua nhà trường hàng tháng và không có văn bản nào yêu cầu phải tổng hợp trong sổ trực ban giám đốc, sổ trực của giáo viên và cũng không vi phạm điều 4 nghị định 04/2015 nghị định của chính phủ và quy chế nội bộ của trung tâm. Ngoài ra, việc theo dõi, ghi chép nề nếp hoạt động của trung tâm do Bộ Giáo dục và giáo viên trực được phân công thực hiện hàng ngày, thống kê hàng tháng. Trung tâm là đơn vị đặc thù, có nhiều lớp liên kết học vào thứ Bảy và Chủ nhật, nên lãnh đạo trung tâm phải làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật. Ngoài ra, ban giám đốc vẫn là giáo viên trung học phổ thông, cho nên vẫn phải dạy hàng tuần. Do đó chúng tôi vẫn phải có chế độ nghỉ để soạn và chấm bài. Do đó, ban giám đốc phân công nhau trực 3 buổi trên tuần và chia nhau nghỉ 3 buổi trên tuần. Thời điểm năm học 18-19 thì số học viên kế hoạch của chúng tôi là kế hoạch mở linh hoạt. Kế hoạch mà huyện giao cho chúng tôi là 2 lớp, nhưng chúng tôi đã tuyển sinh được 3 lớp, tăng lên khoảng 50 học viên. Thì chúng tôi đã duyệt có ý kiến về Sở Giáo dục, cơ quan quản lý trực tiếp chúng tôi về giáo dục thường xuyên, và Sở Giáo dục đã duyệt toàn bộ cái số lượng học sinh 144 em đó. Để có thông tin khách quan về vụ việc, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên. Tuy nhiên, đại diện văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên luôn tìm cách đùn đẩy, né tránh làm việc với chúng tôi. Ngày 24 tháng 4, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Thủy, Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên cho biết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đang bận họp và sẽ sắp xếp lịch sau. Alo, Nguyễn Thủy, văn phòng Ủy ban huyện Hưng Nguyên. Anh báo cáo với lãnh đạo trong chiều nay là cả anh của lịch cả có lẽ chưa gặp được. Thế nào mà để xem buổi mân này thì anh hẹn lại nhé.
Trước những thông tin về vụ việc khiến dư luận đặt ra nghi vấn rằng ông Ngô Phú Hàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên đang lạm dụng chức vụ quyền hạn để cố tình trù dập, kỷ luật cán bộ trái quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.